sẽ hướng dẫn cho các em giải bài tập trong sách giáo khoa. Bài học số 6 nha, là bài biến đổi biểu ngữ đơn giản biểu thức chứa căn bậc 2 nha. Vậy thì các em quan sát vô này, bài 43 người ta yêu cầu nè, em mới viết các biểu thức với dấu căn thành dạng tích rồi đưa thừa số ra ngoài dấu căn nha. Vậy thì đưa thừa số ra ngoài dấu căn, các em nhớ nè, căn A bình B ha, đó căn A bình phương B thì mang hoặc bằng giá trị đối của A, đó căn B, với điều kiện nè, các em quan sát nha, nếu mà A lớn hơn không thì mang ngoài bằng A căn B, đó còn nếu A nhỏ hơn không thì mang ra ngoài bằng trừ A nhân căn B, và điều kiện chắc ăn là B phải cũng lớn hơn hoặc bằng không nha, B phải lớn bằng không thôi. Rồi vậy thì các em quan sát này, câu A nha, rồi vậy mình xử lý như thế nào đây, căn 54 đó, giờ khai căn này coi, đưa về tích này các em, các em á có nhiều em á nè, có nhiều em nhanh á, 54 là nhìn vô biết là 9 nhân cho mấy 6, 9654 đúng không, nhưng mà có nhiều em nó chờ 108 sao biết bằng tích nào để đưa khai căn được mà tạo thành bình phương được nha. Cái hay của chỗ này nè, em nghe nè, một cái phương pháp rất là hay để mình sẽ tạo thành mũ hai rất là êm và nên tốc độ rất là nhanh nha. Đó vậy thì phương pháp là các em, tôi chỉ cho các em, các em lấy 54 em nào, em chia cho số nguyên tố cho tôi, chia số nguyên tố thì như số nào, 2, 3, 5, 7 đó, số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 và chỉ ước 1 vào chính nó đúng không, vậy thì là 2, 3, 5, 7 cũng được, nữa là 11, 13 gì chẳng hạn đó. Khi em chia em gặp những số chính phương, những số chính phương thường gặp á, ông nào đó lớn cho các em đó đúng không, thì lấy phát cao hơn mình chia nó, ví dụ nè 54 tôi chia cho 2 được 27, 27 tôi chia cho 3 là chia số nguyên tố không thôi nha, được 9 là số chính phương 3 bình, thấy chưa, vậy thì 54 nó phân tích là bằng 3 bình nhân cho 6 đúng chưa, đó hay này em đi là 9 nhân 6 rồi, khai căn rất đơn giản thôi đúng không, cái này là căn 3 bình phương mà khai phương một tích được, mà căn 3 bình phương thì mang bằng 3 căn 6, em hiểu vấn đề nói chưa, đó nha. Rồi tiếp theo các em, 108 bằng số nhiêu đây, đó số này có đoán được số 108 sao đoán đúng không, vậy thì tôi chỉ là cứ chia số nguyên tố cho tôi, chia cho 2, 3, 5, 7 nha. Còn có một cách nữa là các em phân tích các số đó thừa số nguyên tố nha, trên máy tính là 570 VN hoặc là chị em hoặc là Vinaphone 2 hoặc Vinaphone cũng 1 cũng làm được điều đó luôn, phân tích là thừa số nguyên tố cho em nha. Vậy thì các em quan sát là 108 nó chia 2 thì còn 50 mấy em biết không, 54 đó, 54 là chính cái đó, nhưng mà chia được cho các em là 54 chia 2 thì còn 27, 27 chia cho 3 được 9, 9 là 3 mũ 2, em nhìn nè, đó vậy thì căn 108 tôi sẽ phân tích là bằng 2 x 2 biến thành 2 mũ 2, 3 bình phương viết lại thấy không, 3 tôi viết lại này, này mũ chẵn này, đây đó 3 ra ngoài, giờ tôi khai căn ra ha, căn 2 bình phương thì mang ngoài bằng 2, căn 3 bình phương mang ngoài bằng 3, còn ở 3 trong đây không cai căn được thì viết lại, vậy đáp số cuối cùng là bằng nhiêu em, 6 căn 3. Rồi đến câu C nha các em, câu C thì nó có chia nó nha, thì số mập lắm đúng không, đây có 4 số 0 là biết rồi đúng không, vậy cái này các em cái này đoán cũng được đó. Rồi tôi phân tích cho các em nè, nè 2 nhân cho cái này là 20.000, có phải là 2 nhân cho 10.000 không, 2 nhân cho 10.000 không đúng không, 10.000 có phải là 100 bình phương không, vậy là bằng 2 x 100 bình phương làm vậy cho nó mau nha, nó mày đừng chia số nguyên tố nó hao thời gian đúng không, vậy thì bằng 0.1 viết lại. Rồi một tích là khai phương một tích được, căn 100 bình phương mang ngoài bằng 100 à, tại vì 100 lớn không mà đúng không, nhân cho căn 0.1 mà nhân cho 100 thì bằng 10 căn 2 đó, nghe các em. Rồi đến câu này, câu này cũng khá hay nè các em, trừ 0.05 tôi viết lại ha, căn nè ở đây có 2 số 0 thì tắt ra luôn đi, tôi chỉ cho làm nè, 228.800 tôi phân tích là có phải là bằng 288 x 100 không, 100 các em phải có biết phải là 10 bình phương không đúng không, nên tôi biết rồi nha, tôi tắt thêm bước nữa cho các em nhìn nè, nhìn nha, 0.05 tôi viết lại nè,
Rồi cho tất 288 ra nè, tôi đưa về một tích mà tôi khai căn cho các em coi này. 288 các em nhớ cho tôi chia số nguyên tố. Số chẵn chia cho 2 thì còn 144. Em nhớ không? 144 là 12 bình phương nha, đúng không? Đó, nhớ là 11 bình phương là 121, 12 bình 154, 13 bình 169, 14 bình là 196, 15 bình là 225, 16 bình là 256. Đúng không? Các em phải nhớ điều này. Đó, học tới nha, tới nhiều bình phương, tới 20 bình phương là được rồi nha. Vậy thì 144 chính là 12 bình phương, đúng chưa? Vậy thì tôi sẽ phân tích là 228 chính là bằng 12 bình nhân cho 2. 100 có phải là 10 bình phương không? Đó, vậy thì tôi sẽ bằng cho em coi nha. Bằng âm 0,05. Căn 12 bình phương mang ngoài bằng 12. Căn 10 bình phương mang ngoài bằng 10. Còn lại là căn 2 bằng 6. Thì lúc này mình nhân lại nha các em. Em lấy 10 đi, em 10 nhân cho âm 0,05 thì bằng 0,5. Mà 0,5 mà nhân cho 12 là chia cho 2 á, bằng 6 đúng không? Vậy cho trừ trước là trừ 6 căn 2. Đó, nghe các em. Rồi, đến câu tiếp theo. Câu nghe này. Rồi, đưa về tích nha. Số 7 để ra đi. 63 này, tôi chỉ đưa về tích cho các em nha. Các em nhìn vô, nhiều em nhìn vô là 9,7,63. Rất là tốt, điều này ha. Nhưng mà sau cho số mập sao biết được. Vậy tôi chỉ cho này em. 63 dấu hiệu chia cho 3. Chia số nguyên tố rồi, đừng có chia chỗ nào hết nha. Chia cho 3, được không? Có phải các em được 20 mấy em? 21 không? 21 chia 3 được 7 không? 7 không? Vậy là 63 là 3 bình nhân 7 nha. Vậy là bằng 3 bình nhân cho 7. Với 7 ở đây nữa là 7 mũ 2 nhân cho 3 bình phương. Thấy chưa? Vậy thì tôi sẽ đưa ra ngoài cho các em coi nè. Nhìn nha. Căn 3 bình mang ngoài bằng 3. Căn 7 bình mang ngoài bằng 7. Căn A bình phương mang ngoài giá trị tuyệt đối của A, đúng không? Vậy thì lúc này nó có thể bằng là bằng 21 giá trị tuyệt đối của A. Em nè, em coi cái đề coi. Đề bài không cho một miếng điều kiện gì hết. Vậy thì lúc này em phải xét hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là em học rồi, mang ngoài giá trị tối A bằng A khi A lớn bằng 0. Có nghĩa là nếu A lớn hơn hoặc bằng 0 ha, thì lúc này nó bằng A. Vậy thì đáp số bằng 21A. Đó nha, thì là nếu. Trường hợp thứ hai là nếu A nó nhỏ hơn 0 nha. Nó nhỏ hơn 0 thì em phá giá trị tuyệt đối này ra, em nhân thêm dấu trừ nữa. Vậy là trừ A mà nhân cho 21, vậy là trừ 21A nha các em. Đó, như vậy. Vậy thì các em cần phải nhớ nha. Khi mà em muốn đưa về tích á nha, thì em nhớ là em muốn làm nhanh nhất á thì em cứ chia số nguyên tố. Mà chia nguyên tố, số nguyên tố ra chia phân tích ra từ số nguyên tố đấy em, rất đơn giản đó. Rất là đơn giản đúng không? Lớp 6 em học điều này rồi nha. Và khi nhớ khi chia thì thấy số chính phường vắt ngang qua luôn nha, cho nó nhanh nha. Chứ ngồi chia cũng được nhưng nó lâu, hao thời gian cho mình. Còn nếu mà làm máy tính á, sau này không biết được nữa thì em làm vẫn là máy tính được nha. Căn 54 nó vẫn là cho em đáp số này luôn nha. Và cái này cũng vậy, cho em đáp số này. Và cái này cũng vậy, cho em đáp số này luôn nha. Và cái này cũng vậy, nhưng mà cái này cũng được, cái mình chưa ẩn em đây nha. Đó, nhưng mà tốt nhất cứ làm tay cho nó nhuần nhuyễn vô nha. Rồi em xin bài vậy. Các em quan sát sang bài 44 nha. Cái bài này đưa thừa số vào trong dấu căn nha, đưa thừa số vào trong dấu căn. Bài trước thì mình làm sao biến nhận thức rồi đưa ra ngoài dấu căn, đúng không? Để đưa vào trong dấu căn. Em nhớ này, khi đưa vào trong dấu căn nhớ kỹ nha. Nếu mà A căn B, nếu mà A lớn không em đưa vào căn thì biến thành gì em? Căn A bình B nha. Đó, còn nếu mà A nhỏ hơn không á thì em sao em? Có dấu trừ ra ngoài. Vậy thì căn A căn B thì nếu mà A nhỏ hơn không thì bằng thì là trừ gì em? Căn A bình B. Đó. Vậy thì các em quan sát này, đưa vào dấu căn. Rất đơn giản, ba đưa vào dấu căn chỉ cần bình phương thôi, đúng không? Bảo lớn không mà, đúng không? Vậy tôi đưa vào nha. Vậy thì các em quan sát này, tôi đưa vào căn. Vậy thì chính là bằng 3 bình. Đó, đưa vào căn là bình phương lên. Rồi, nào. Rồi, vậy thì bằng căn 4,5 nha. Rồi đến đây các em nha. Dấu trừ em cứ đừng đưa vào, em cứ để dấu trừ ngoài cho em đưa 5 vào căn nha. Đưa vào 5 vào căn thì phải bình phương lên, đúng không? 2. Vậy thì bằng âm căn 5 bình 2 bằng 25 nhân 2 thì đáp số bằng 50. Đó nha. Rồi tương tự tiếp theo, em đưa 2/3 vào căn này, dấu trừ em cứ để ngoài đi, đừng có mang vào căn nha. Rồi vậy thì nào, tôi đưa vào bình phương lên là 2/3 tất cả bình phương lên nhân cho x đi.
nha. Điều kiện là cho x lớn không và y lớn bằng không rồi nha, nó có nghĩa hết rồi. Vậy thì bằng âm căn 2 bình lên bằng 4, 3 bình lên bằng 9, và cái này x y viết lại nha. Rồi đến câu tiếp theo nha các em. À, giờ tôi sẽ đưa x vào căn này, nhưng mà các em phải xác định là x lớn không hay bé không. Em, điều kiện x lớn không rồi đúng không? Vậy lớn không thì nhớ nha. À, em nhớ là gì? À, a căn b mà đưa vào căn, à, nếu a lớn không a ngoài bằng, mà đưa vào căn là a bình căn b, căn a bình b đúng không? Còn nếu a nhỏ hơn không đưa vào căn thì lúc này biến thành gì? Âm căn a bình b. Vậy thì là lớn không thì tôi mang đưa vào căn luôn. Đó. Cứ ở ngoài này không ghi dấu gì hết, vẫn là dương ha. Vậy đưa vào x đưa vào căn biến thành x bình phương nhân 2 phần x ha. Và cái này đơn giản cho này còn x nào và đáp số bằng 2x căn ở ngoài biết là căn 2x nha. Rồi thêm trình bày phần. Các em quan sát đến câu 45 nha. À, người ta yêu cầu với các em so sánh nha. Vậy thì là em muốn so sánh 3 căn 3 và căn 12 á. Đó, em muốn so sánh hai số này. Đó. Vậy thì nè. Rất đơn giản. Em thấy căn 12 là trong căn rồi. Đúng rồi. Rồi, ở đây có hai cách làm hết để tùy các em chọn nha. Rồi tôi xin dẫn cho các em hai cách này. Cách thứ nhất ha. Cách thứ nhất là tôi sẽ đưa này, cái này căn 12 là tôi sẽ đưa 3 này vào trong căn. Rồi tôi so sánh nha. Đó. Rồi đầu tiên là tôi sẽ đưa 3 vào trong căn và có nha. 3 căn 3 đúng không? 3 đưa vào căn phải bình phương lên đúng không? Vậy nào bằng mấy em? 9, 9 nhân 3 27. Đúng không? Căn 27. Đó. Mà căn 27 chắc ăn làm sao em? Đó. Mà căn 27 lớn hơn căn 12. Được không? Kết luận vậy. 3 căn 3 lớn hơn căn 12. Đây là căn nha. Căn 2 này các em. Căn 2 này. Nhưng mà tôi khuyên các em gặp mấy dạng toán này, tôi khuyên các em đi làm cái một nha. Cách hai này em, tôi sẽ đưa căn 12 đâu, ở vô căn ha. Đã có căn 12. Căn 12 em nè, em 12 em chia cho 2, được không? Được 6, 6 chia 2, được 3, 3 chia 3 được 1, 2 bình nhân 2. Vậy tôi mang ngoài bằng bao nhiêu em? Nè, căn 2 bình nhân 2, nhân 3 các em. Đó, căn 2 bình nhân 3 ha. Rồi, tôi mang vào căn là bằng 2 căn 3. Đó. 2 căn 3 và 3 căn 2 thì em biết rồi nha. Mà 2 căn 3 đúng không? Mà hay này nghĩ là 3 căn 3 chắc ăn là lớn hơn 2 căn 3. Kết luận vậy 3 căn 3 lớn hơn căn bao nhiêu em? 12. Đó nha. Rồi tương tự đến câu B này các em. Câu B em quan sát nào. Ngày chưa ngày hai ngày tôi sẽ đưa về một căn ha. Rồi vậy thì trình bày ha, ta có các em còn nhớ không? 7 bằng bao nhiêu em? 7 đưa vô căn bình phương lên phải là 49 không? Đó. Rồi 3 căn 5 là các em, 3 đưa vào căn thì bình phương lên là 9 nhân 5 bao nhiêu em? Đó, tôi làm trận cho các em coi này. Đó, 3 bình nhân 5 đúng không? Vậy thì bằng căn 45. Vậy từ đây suy ra căn 49, căn 49 như nào căn 45? Chắc ăn lớn hơn căn 45. Rồi các em kết luận vậy nha, 7 lớn hơn 3 căn 5. Đó, đưa thử số vào trong căn nha. Rồi tương tự vậy luôn, cái bài này tôi cũng đưa thử số vào trong căn luôn nha. Ta có 1 phần 3 căn 51 đưa vào căn này nha. Đưa vào căn thì chắc ăn phải bình phương lên rồi đúng không? Đưa vào 1 phần mấy em? 1 phần 9 đúng không? Cho 51. Vậy tôi làm trình bày đây luôn ha. Vậy thì bằng căn đây, 51 phần 9. Rồi tôi để lại đi. Tiếp tục 1 phần 5 căn 150. Tôi đưa 1 phần 5 vào căn, nó phải bình phương lên biến thành 1 phần 25 nhân cho 150. Được không? Đó. Vậy thì mình nhân lại ha. Rồi. Vậy thì em lấy này, em lấy 150 mà em chia cho 25 này các em. Các em được 6. Được không? Đó. Học bài được 6 không? Học cần 6. Rồi. Nhưng mà em quan sát này. Đây là phân số. Đó. Phân số nha. Giờ tôi sẽ đưa về cùng một mẫu. Rất là đơn giản em. À, muốn so sánh hai này rất là đơn giản. Em đưa về, tôi sẽ đưa về cùng mẫu. Mẫu này là 9 này em. Có phải giới sao em
là chia cho 9, trên là nhân cho 9, đúng không? Gọi là năm phần tử. Thấy chưa? À, 9654, đúng chưa? Vậy thì từ đây em suy ra này. Từ đây suy ra căn 51/9. Như thế nào với 54/9? Chắc ăn bé hơn căn 54/9. Thấy chưa? Rồi, tiếp tục vào cái em. Nha. Vậy này bé hơn thế này, vậy 1/3 căn 51, đúng không? Bé hơn 1/5 căn 150. Nha các em. Đó. Rồi, giờ tôi sẽ hướng dẫn các em câu đề nha. Tôi xóa câu C đi ha. Câu đề thì được đây đi. Nào, tôi xóa luôn nha. Câu C đây đi, tôi trình bày câu đề này ha. Coi như này, đây là câu đề này. Đó, tôi trình bày nha. Được có. Rồi, em nè, 1/2 căn 6, 6 căn 1/2. Và tôi sẽ đưa hai cái này về một căn hết nha. Vậy thì tôi đưa bằng phương pháp đưa gì em? Đưa cái thức vào trong những căn đó ha. Vậy 1/2 đưa vào bên lên là bằng 1/4, đúng không? Nhân 6, đúng không? À, đưa vào căn và bình phương lên. Rồi, em rút gọn đi. Các thầy bằng 3/2 không? Rồi tiếp tục 6 căn 1/2 nha bạn. Rồi 6 đưa vào căn bình lên. Rồi là 36 không? Nhân cho 1/2. 36 chia cho 2 thì các em biết rồi đó. 36 em chia cho 2 thì các em được bao nhiêu em? Được 18. Đó, căn 18. Được chưa? Đó. Vậy thì ở đây em quan sát này. Nhìn đây thì biết là 3 chia 2 chứ 1,5 là 1,5 nhỏ hơn cái này đó. Nhưng mà đưa về cho rắn là phải đưa về cùng mẫu nha, để cho rắn nha. Hay là thôi em đưa về này cũng được, em ghi là 1,5 căn 1,5, đúng không? Căn 1,5 với căn 18 nha. Em có thể làm được nhiều cách này. Từ đây suy ra căn 1,5 nhỏ hơn căn 18. Rồi em kết luận vậy 1/2 căn 6 nhỏ hơn 6 căn 1/2. Đó, đây là một cách nha. Giờ hướng dẫn các em thêm cách 2 của bài này nha. Em quan sát này nha. À, từ những cái em cách 2 nha. Cũng vậy là 1/2 căn 6, tôi đưa 1/2 vào căn ha. Đó, thì thôi bình phương lên đến thành 1/4, đúng không? Nhân 6. Đó, cái bước này giống như bước 1 thôi, đúng không? Này rút gọn đi còn 3/2 nè, căn 3/2 nha. À, tiếp theo nè, 6 căn 1/2 nha. Em đưa 6 vào căn, đúng không? Đó, cũng gần giống bước 1 ha. Rồi đưa 6 vào căn là biến thành bao nhiêu em? Có về nhân 36 nhân cho 1/2. Các em đừng rút gọn đi, lúc này đừng rút gọn đi. Tại vì sao đừng rút gọn đi? Em quan sát này, đây mẫu là 2 nè, mẫu là 2 không? Vậy để vậy đi, đừng rút gọn nữa ha. Vậy tôi nhân vô là 36/2. Em nhìn nè, hai mẫu này giống nhau đúng không? Từ này bé hơn từ này, vậy suy ra cái căn này bé hơn căn này. Em hiểu vấn đề đó không? Đó, vậy từ đây suy ra căn ha, 3/2 nhỏ hơn căn 36/2. Rồi, các em kết luận được rồi. Vậy nha, 1/2 căn 6 sao em? Này nhỏ hơn cái này, vậy thì cái này nhỏ hơn cái này, đúng không? Vậy 1/2 căn 6 nhỏ hơn 6 căn 1/2. Nha các em. Rồi, em trình bày lại. Rồi, các em quan sát đến bài 46 nha. Bài 46 là rút gọn biểu thức sau với x lớn hơn bằng 0. Đó, có nghĩa là x trong căn này luôn luôn lớn bằng 0. Đó, nó tồn tại trong căn này đấy em. Đó, nó có nghĩa là đó. Rồi, vậy thì các em quan sát này, thì ra yêu cầu rút gọn này em. Đây em nhìn nè. Ô, đây là sau là căn 3x này em. Đây là căn 3x không này em, căn 3x. Vậy có nghĩa là đồng dạng chưa? Ba đơn thức này đồng dạng chưa? Đúng chưa? Đồng dạng thôi. Mà em nhớ là cộng hai đơn thức đồng dạng rất là đơn giản, đúng không? Cộng hệ số này với nhau rồi giữ nguyên phân biến, đúng chưa? Vậy là 2 căn 3x là trừ 4, mà 2 trừ 4 thì bằng âm 2, đúng không? Âm 2 mà trừ cho 3 phải bằng âm 5, ghi vô âm 5, giữ nguyên phần biến này, đó, vậy là 3x này, đó, thấy chưa? Đấy, đồng dạng này, được chưa? Rồi, đây là cộng 2 và 7, mình biết lại không? Xong, à, rất là đơn giản đúng không các em? Đó, rồi, vậy tiếp tục câu B này các em. Đây là căn 2x, căn 18x, căn 8x, rồi. Vậy thì các em quan sát nào, số 8 này, số 18 này, có thể sai căn này, đưa được số ra ngoài vô căn nha. Vậy bài rất là đơn giản, các em, tôi sẽ làm chậm cho các em cho coi cái này nha. Sau đó các em vững, em có thể làm nhanh cái này nè. Rồi,
8 nó sẽ đưa vào căn này, phải tạo thành bình phương thì mới đưa vào căn được, đúng không? Em lấy 8, em chia số nguyên tố cho tôi, chia 2. Nói là chia 2 3 là 7 á. Chia 2 bằng 4, 4 có phải 2 bình phương không? Vậy cho sẽ phân tích là bằng 2 bình nhân 2. Đúng không? Đó. Chúng cũng chẳng cái đường này nha. Rồi tiếp tục 7 nè, căn 18 này em, 18 bằng mấy nè? Cái nhiều em thông minh làm nhanh bằng 3 bình nhân 2 cũng được nha. Tôi chia 2 được 9 nè. 9 có phải 3 bình phương. Đó, vậy bằng 3 bình nhân cho 2 cộng cho 28 mình biết lại nha. Rồi em, này viết lại đi. Rồi tôi đưa ra khỏi căn nha. Căn 2 bình nè. Đó, 3 bằng 2, 2 x 5 bằng 10. Đó, vậy là âm 10 căn 2 x. Thấy chưa? Tiếp tục, căn 3 bình mang ngoài 3, 3 x 7 bằng 21 căn 3 x. Căn 2 x nha các em. Rồi cộng 28 mình viết lại thôi. Rồi sau đây mình thu gọn đây nè. 3 căn 2 x mà trừ đi 10, đúng không? Này đồng dạng, đồng dạng, đồng dạng nè. 3 mà trừ đi 10 bằng âm 7. Âm 7 mà cộng cho 21, em biết bằng bao nhiêu không? Phải bằng 14 không? 14, rồi căn 2 x thế nào? Đó, cộng cho 28. Đây là đó. À, cuối cùng. Rồi, các em trình bày vào nha. Rồi, các em quan sát đến câu 47. Yêu cầu rút gọn nha. Rồi, rút gọn này. Rồi vậy thì các em quan sát này, ở trong căn này muốn rút gọn là phải đưa khỏi căn nào được đó nha, đưa khỏi căn này em quan sát nha. Rồi tôi hướng dẫn này, trước tiên này tôi viết lại là 2 phần nha, x bình trừ y bình phương. Rồi các em quan sát này, 3 là không đưa được rồi, 2 không đưa được rồi, không tạo bình phương được, đúng không? X cộng y tức là bình phương được mà, đúng không? Phải đưa thử số ra ngoài của căn nha. Và x cộng y tức là bình phương thì mang ra ngoài bằng dạng trị tuyệt đối là x cộng y giá trị tuyệt đối nha. Bên trong còn căn 3 phần 2 có nghĩa là căn 3 chia cho căn 2 đó nha. Đó nha. Rồi tiếp tục này, trở lại cho em gọi hướng dẫn này nha. Bằng em quan sát này, x bình phương trừ y bình phương đây chính là hàng đẳng thức, đúng không? Đó, vậy tôi tắt là bằng gì em? A bình trừ B bình bằng A cộng B nhân A trừ B bằng x cộng y nhân x trừ y, đúng không? Rồi, em quan sát này, giá trị đối này làm sao đây? X lớn hơn hoặc bằng 0, y lớn bằng 0, đúng không? Vậy thì x cộng y chắc ăn luôn luôn lớn bằng 0, đúng chưa? Đó, hay lớn hơn bằng 0 hay lớn không? Vậy hai cộng này chắc ăn luôn luôn lớn bằng 0. Vậy tôi mang ngoài bằng chính nó là x cộng y nha. Rồi, phần căn 3, phần căn 2 nha. Rồi, tới đây tôi sẽ đơn giản đi các em nè. X cộng y nè, đơn giản vì là nhất là đơn giản được, đúng không? Này đơn giản mất này. Vậy thì còn 2 căn 3 nha, phần x trừ y nhân cho căn 2. Rồi, có đơn giản rồi các em. Xong chưa các em? Thì xong rồi nha. Em này, 2 á, 2 ở đây các em có nhiều cách để xử lý với phần này ha. 2 là gì nha? 2 có phải là bằng căn 2 nhân căn 2, đúng không? Vậy thì có đơn giản, hai ngày đều có căn 2 với nhau là có đơn giản, đây là còn căn 2 nè. À, tôi làm chậm cái này cho em nhìn, có nhiều em chưa vững á. 2 là căn 2 nhân căn 2 có phải bằng 2 không? Hay là căn 2 tất cả bình phương cũng được nha. Nhưng mà tôi ghi là căn 2 nhân căn 2. Ở đây có nhiều hướng cho em xử lý nha. Phần x trừ y nhân căn 2. Được chưa? Đó, tôi rút gọn cho em qua này. Đơn giản căn 2 căn 2 hết. Vậy còn căn 2 nhân căn 3 có phải là bằng căn 6 không? Căn 6 phần x trừ y. Đó, đây là một hướng nha. Đó. Vậy có nhiều em á, nhiều em không nhận thức là 2 là căn 2 nhân căn 2 á, có nhiều em đưa vào căn. Đó, có nhiều em đi hướng này nè, đây là cách 1 đi. Thì cách 2 đi nha. Nhiều em đưa này vào căn. Đúng không? Đưa vào căn là phải biến thành nhiều em biết không? 2 đưa vào căn là bình phương lên, có phải là 4 không? 4 nhân 3 là căn 12 không? Đó, căn 12 nè, chia cho x trừ y nhân cho căn 2. Mấy em học không? Căn 12 chia cho căn 2 được, đúng không? Quy tắc chia 2 căn bằng 2, đúng không? Chia nó dưới 1 giúp căn. Vậy nên 12 chia 2 bằng 6 vẫn là căn 6, được không? Căn 6 chia cho trừ y, đúng không? Cũng được. Đó, tùy các em. Hoặc em có thể biến đổi trên này cũng được, trước người ta ra đây, sau đó ra cái này cũng được, không sao đấy nha. Đó. Vậy thì em trình bày vào. Rồi, tiếp tục em quan sát đến câu B nha. Đúng không, câu B ở đây, đây bình phương này, à rút gọn nhớ nha, trong căn này kiểu gì phải đưa ra khỏi căn này, nha, để đưa thử số ra ngoài căn này rút gọn được chứ, đúng không? Vậy
thì ở đây tôi sẽ nhấn cái này nha. Này viết lại đi. 2 phần 2a trừ 1 viết lại ha. Nó căn. Wow, cái này nghĩ chưa? 1 là bình phương lên được nè. 4 bình phương lên được nè, đúng không? A bình nè. Vậy ở đây chắc ăn khả năng hằng đẳng thức rất là cao. Mình kiểm tra có đúng không nha? Cái này 5a tôi viết lại đi ha. Kiểm tra nha, các em họ cần trình bày tắt ra nữa. Đó, còn em nhìn vô biết, em không nên nhìn vô biết 1 trừ 2a tất cả bình phương một hiệu đó. Đó. Đó, ở đây có kiểm tra đúng không nha? 1 là 1 bình phương này, trừ 2 nhân a là 1 nè, đúng không? Nhân mấy để bằng 4a. Đó, phải nhân cho 2a. Vậy b bình lên là 2a tất cả bình lên là 4a bình phương, đúng không? Đây là a bình trừ 2 lần a nhân b cộng b bình phương. Đúng không? Vậy thì ở đây tôi gom vô đây là bình phương một hiệu, đây là 1 trừ cho 2a tất cả bình phương. Thấy không? Đó. Vậy thì các em quan sát này. Rồi, ở đây nha. Đó đây. Tôi sẽ hướng dẫn cho các em đi ứng này trước đây, làm cách thứ nhất đây. Nha bằng 2 phần 2a trừ 1 cho biết bằng. Căn a bình phương thì mang ngoài giá trị tuyệt đối a quá dễ rồi. Căn 5 không số 5 không thể khai căn được vậy. Cái này mang ngoài giá trị tuyệt đối nào bằng 1 trừ cho 2a giá trị tuyệt đối nhân cho số 5 không khai căn được thì là căn 5. Rồi. Vậy thì lúc này mình sẽ xét này các em nha. Vậy thì tôi ghi đây cách giới thiệu này, cách thứ nhất đi ha. Đây, cách 1 đi, cũng được, không sao hết. Bằng 2 phần 2a trừ 1 tôi viết bằng a này em, a lớn hơn 0,5 có nghĩa là a là lớn hơn 0,5 và chắc ăn nó lớn hơn không rồi, đúng không? Mà em học rồi, giá trị đối của a bằng a khi a lớn hơn 1 bằng 0, đúng không? Vậy này lớn hơn 0 thì mang ngoài chính nó là a, nhân 5. Tiếp tục. Rồi, a lớn hơn 0,5. 1 lớn hơn 0,5, em cho một ví dụ lớn hơn 0,5 đi. Có phải là 0,6 cho lại 0,6 đi ha. 2 mà nhân cho 0,6 có phải là bằng ở như vậy 1,2 không? Đúng không? Nếu trừ ngoài là trừ 1,2. 1 trừ 1,2 chắc ăn luôn luôn nhỏ hơn thôi. Vậy thì phá giá trị tuyệt đối này nhân thêm một dấu trừ nữa nha. Nhân thêm dấu trừ nữa có nghĩa là bài này em 1 trừ 2a nhân dấu trừ nữa thì nó đổi luôn. Nhân vô trừ nhân trừ đến hàng cộng 2a. Đó, tôi đổi dấu luôn nha. Ở trừ nhân cộng là trừ rồi. Đổi dấu luôn. Em ở không? Còn không đâu, phải trừ ngoài còn vuông đây đấy. Nha. Đó, tại vì này nhỏ không nhân nên nếu trừ đến là 2a trừ 1 nha. Nhân được cái nào? Đó. Dạ. Đó. Vậy thì tôi sẽ bây giờ tôi sẽ thu gọn cho các em vào quan sát này. Bằng. Và tôi có bằng đây luôn nha. Rồi, hai này giống nhau mất nè. Vậy còn 2a cân nào? 2a cân nào? Em hiểu vấn đề phải không? Đó, nha. À, tôi giải thích nè. Vì a lớn hơn 0,5 suy ra 1 trừ 2a chắc ăn là nhỏ hơn không nha. Đó, mà nhỏ hơn không thì giá trị đối là 1 trừ 2a mang ngoài giá trị tuyệt đối là nhân thêm dấu trừ nữa có biết là 2a trừ 1 không? Đó, phải giải thích như vậy. Đó, đây là một cách nha. Rồi, cách thứ hai này các em. Cách thứ hai em để ý nè. Cách thứ hai ha. 2 phần 2a trừ cho 1 đến 7 nhân giá trị đối của a. Rồi, nhân hàng. Rồi, các em này, ở bài học trước tôi đã nói các em a trừ b giá trị tuyệt đối thì chính bằng gì em? Tính chất đó. Đó, bằng b trừ a giá trị tuyệt đối. Đó, ở những bài học trước tôi đã đề cập này rồi. Và công thức bên đó luôn. À, tôi nhắc là công thức em nhớ nha. A trừ b giá trị đối chính là bằng b trừ a giá trị tuyệt đối. Vậy thì tôi lập lại luôn, tôi biến thành 2a trừ cho 1 giá trị tuyệt đối nhân cho căn 5. Rồi, lúc này mình mới xét này em nha. Tôi xét cho em coi. 2 phần 2a trừ cho 1. A là lớn hơn không? Không phải 5, cái này lớn không? Mang ngoài bằng a. A lớn không phải 5 này em. 2 mà lớn, thì a mà lớn phải 5 cho lại là 0,6 đi. 2 nhân 0,6 thì bằng 1,2. 1,2 trừ 1 chắc ăn là lớn hơn không, đúng không? Lớn không thì phá giá trị tuyệt đối ghi lại bằng chính nó luôn. 2a trừ 1, đúng không? Nhân cho căn 5. Đó, bằng này đơn giản mất, còn 2a nhân cho căn 5. Đó, giải thích thì cũng giống như trên thôi nha. Thế là giải thích là vì nè, a lớn hơn 0,5 suy ra 2a trừ cho 1 lớn hơn không nên giá trị tuyệt đối của nó phá giá trị đối là 2a trừ 1, phá giá trị đối là chính là bằng chính nó luôn. 2a trừ 1
Em hiểu vấn đề đó không? Đó, nha. Ở đây thì tôi còn hướng dẫn cho em được một cách nữa này. Nha, các em quan sát này. Tôi có thể làm bài này cho các em thêm một cách nữa, cách thứ ba. Em quan sát nha. Cách thứ ba này. Ở trong chương trình lớp 8 á, các em có học điều này không nè em? Rồi, cho làm thêm bước này nữa nha. Em học lớp 8 này, có phải là A trừ B tất cả bên không? Có phải là bằng B trừ A tất cả bên không? Em còn nhớ này không? Nha, chứng minh, đó là chứng minh này giống nhau lắm. Đó, vậy nhớ là A trừ B tất cả bên chính là B trừ A tất cả bên. Vậy B trừ A tất cả bên chính là bằng A trừ B tất cả bên. Nha, lớp 8 này đã học điều này rồi, đúng chưa? Vậy 1 trừ 2A tất cả bên, nó sẽ biến đổi là biến thành 2A trừ 4 tất cả bên, nó giống nhau. Không tin em phân tích lại cả nhà. Đó, 2A trừ 4 tất cả bên bằng A bình lên là 4A bình, đúng không? Trừ 2 là AB là 4A, cộng B bình lên là 1 này. Cộng 4A bình, đúng nè. Trừ 4A, đúng nè. Cộng 1, đúng không? Đúng không? Đó, nha. Vậy nó gần mặt nhanh luôn. Đó, tôi phải nhận mặt nhanh luôn thì lúc này lại chống về, giống về cách 2 nha. Vậy là 2A trừ 1 tôi biết lại. Này. A bình phương mang vào giá trị đối của A nhân cho đó, A mang vào giá trị đối luôn bình phương A trừ một giá trị đối căn năm không đưa được này thì để là căn năm được chưa đó. Vậy thì nó bài toán nó trở thành giống một cách hai rồi nha. Vậy cứ xóa đi tiếp tục làm tiếp theo các em coi nè. 2 trên 2 A trừ một mình viết lại ha. Rồi A lớn hơn 0.5 vậy mình chắc này lớn hơn rồi mang ngoài bằng A. A lớn hơn 0.5 là nhân 2 trừ một chắc ăn lớn không đúng không? À, ví dụ tôi vừa nói cho em nó lớn 0.5 nhân 0.6 đi, 2 nhân 0.6 chính là 1.2 đúng không? 1 2 trừ 1 chắc lớn không? Mà lớn không phá giá trị tuyệt đối thì ghi lại bằng cái nó rồi. Đó, xẹt xẹt đó. Tổng số còn bằng 2 gì em? A cần là ngay. Đó, giải thích giống như cái hai cách đầu tiên thôi nha. Đó, thì giải thích này cũng vậy thôi nè. Vì A lớn hơn 0.5 suy ra 2A trừ cho 1 chắc ăn phải lớn hơn không? Này lớn không thì nên giá trị đối của 2A trừ 1 phá giá trị đối là lớn không thì mang ngoài chính nó 2A trừ 1 đúng không các em? Rồi các em trình bày vào nha.